Chào các bạn, trên tay mình đang là cái viên pin dự phòng 20.000 mAh của hãng Xiaomi. Một viên 20.000 nhưng mà kích thước thì khá là nhỏ. Bây giờ mình sẽ xem qua cái hộp. Ở phía bên sườn này thì chúng ta có một cái tem chống giả này. Ở đây là các cái mã vạch cũng như là series sản phẩm này. Còn ở các phần còn lại thì hầu như là không có gì, toàn một màu trắng. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp luôn. Vâng, đây là viên pin. Đây có bên. Xem bên trong còn gì nữa không. Ở đây thì còn một cái sợi cáp micro. Cái sợi cáp này là dài vào khoảng trên 30 phân. Cũng giống như là cái sợi cáp của pin 10.000 thôi. Không còn gì nữa. Còn thêm một cái sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung. Cái này dành cho những bạn biết tiếng Trung. Còn bạn nào không biết thì bỏ qua. Bây giờ mình sẽ tiến hành bóc siêu cái viên pin này. Đây rồi, nhân vật chính của chúng ta. Một cái màu trắng tinh khiết luôn, toàn màu trắng. Ở hai phía mặt trước và mặt sau này thì được thiết kế những cái chấm nhỏ nhỏ, tạo ra một cái cảm giác sần. Nhìn thì cứ tưởng là nhựa bóng nhưng mà cầm thì nó rất là chắc tay bởi những cái chấm sần này. Xiaomi 10.000 hay là 5.000 cũng như 16.000 thì đều sử dụng cái vỏ là hợp kim nhôm, rất là sang trọng và đẹp. Nhưng đến cái phiên bản 20.000 này thì tự nhiên anh Xiaomi anh ấy tiết kiệm, anh chuyển về vỏ nhựa. Đặc biệt là cái vỏ bóng này thì cũng rất là nhanh xước. Cái này thì khi sử dụng thì chắc là phải cất giữ rất là cẩn thận, không thì nó sẽ xước nhem nhuốc ở hai bên này. Đó. Nhưng mà được cái là tuy là màu trắng nhưng mà với cái thiết kế kiểu này thì nó sẽ không bị bám bẩn. Chỉ có mỗi cái là nhanh xước thôi. Bây giờ mình sẽ quan tâm đến một số những cái thông tin ở phía dưới này. Đây là pin 20.000 mAh này. Khả năng xả ra ở cái điện áp 5,1V 1A thì nó sẽ được khoảng 12.700 này. Đó. Xiaomi rất là rõ ràng trong cái việc đưa ra cái thông tin của sản phẩm. Nhiều hãng pin thì khi đưa ra cái dung lượng ví dụ ghi là 10.000 mAh và không có một cái bất cứ cái chú thích gì cả. Và người dùng thì nhiều người lại cứ hiểu là 10.000 đó là người ta sẽ sử dụng được 10.000 nhưng mà thực chất thì không phải. 10.000 đó thì cái dung lượng nó là dung lượng của cell lithium ở điện áp là 3,6V. Khi mà xả ra ở cái điện áp 5,1V thì cái dòng nó sẽ giảm. Xiaomi thì ghi rõ ràng luôn, ở đây là ra chỉ được 12.700. Cái dòng ra nó chỉ rơi tầm này thôi. Lúc đấy các bạn để xem có thể dùng được bao nhiêu lần máy thì có thể dùng cái phép tính này trừ đi. Đây là một cái logo Mi làm bóng và cực kỳ là đẹp. Cái này thì chắc là hợp kim rồi. Ở đây là có hai cổng sạc USB 5V và dòng ra trên một cổng tối đa là 2,1A và tổng hai cổng xả ra cùng một lúc là 3,6A. Ở giữa này thì chúng ta sẽ có một cái cổng micro USB điện vào. Các bạn lưu ý là khi sạc cho một cái viên pin 20.000 thì các bạn cần phải sử dụng cái củ sạc khoảng 2A trở lên. Như vậy nó mới sạc tốt được cho viên pin này cũng như là rút ngắn cái thời gian sạc. Nếu như các bạn sử dụng cái củ sạc 1A ấy, thì có thể nó sẽ không kéo được lên hoặc là kéo lên thì rất là lâu. Với một viên pin 20.000 mà các bạn sạc củ 1A có khi nó phải nhanh cũng phải một ngày. Ở đây thì có đèn hiển thị dung lượng. Khi các bạn bấm một nút nguồn bên này thì nó sẽ hiển thị đèn dung lượng ở đây. Ví dụ ở đây là đang là hai đèn. Khi mà nó tụt xuống một đèn nháy nghĩa là chuẩn bị hết pin. Còn khi mà nó cả bốn đèn cùng sáng không nháy thì nghĩa là đang đầy pin. Cái nút nguồn này thì ngoài cái việc bật tắt cái đèn dung lượng ấy thì nó có thể bật lại trong cái trường hợp là khi mà mình đang sạc này vì một cái lý do nào đấy nó ngắt sạc, mình có thể bấm lại đây thì để nó sạc lại. Còn bình thường khi mà các bạn cứ cắm vào thì nó sẽ tự động sạc chứ không phải bấm nút nguồn. Về thiết kế thì cực kỳ là nhỏ gọn luôn. Với một cái viên pin 20.000 như thế này thì nó có thể to với kích thước tương đương như các cái dòng pin 10.000 và sử dụng cell 2.000 mAh. Một cái viên pin 10.000 mà với 5 cell ấy thì sẽ to tương đương như cái viên pin 20.000 này của Xiaomi. Đó. Cực kỳ là nhỏ gọn với cái so với cái dung lượng như thế này. Và cái thiết kế của nó cũng giúp chúng ta cầm nắm cũng rất là dễ. Tuy là một viên pin 20.000 nhưng mình cảm giác cái trọng lượng nó rất là nhẹ. Rồi ok, mình sẽ tiến hành thử cái dòng xem nó đáp ứng được như thế nào các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ thử trên một chiếc iPad 1.8A luôn.
Ở đây thì đối với các cái dòng pin dự phòng ấy thì cái dòng xả ra của nó tuy là 2.1 nhưng mà luôn luôn sẽ yếu hơn so với cái cắm điện trực tiếp một chút xíu. Và ở đây thì đã lên được 1.8A, còn nếu thông thường mà mình cắm củ zin của iPad thì nó sẽ lên được 2.1A đối với sợi cáp này. Nhưng mà với một viên pin dự phòng mà lên được tới 1.8A ấy, thế này là quá tuyệt vời rồi. Mình sẽ thử cổng bên này. Cũng như vậy là 1.8A. Các bạn lưu ý nhé, ở đây là cái cổng sạc nó sẽ tự động đáp ứng dòng điện. Ví dụ như cái iPad này thì nó sẽ nhận là 1.8A. Nhưng mà với một cái máy khác yêu cầu cái dòng thấp hơn thì nó sẽ đáp ứng cái dòng thấp hơn, chứ không phải là lúc nào nó cũng đáp ứng 2.1A hay mà 1.8A vào thiết bị. Như vậy là mình đã giới thiệu xong với các bạn về pin dự phòng Xiaomi 20.000 mAh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn ở những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.